Trước hết là Thủy xin trả lời là cái tên, cái nickname Nữ Hoàng Khởi Nghiệp là do báo giới ưu ái tặng cho Thủy, và Thủy chưa bao giờ tự coi mình là Nữ Hoàng Khởi Nghiệp. Đối với Thủy thì chỉ coi cái việc là mình thấy một cái vấn đề và muốn giải quyết cái vấn đề đó, và tất cả những cái công ty mà Thủy đã từng xây dựng là Thủy giải quyết một cái vấn đề nào đó. Công ty thứ nhất, công ty thứ hai, công ty thứ ba, tất cả những công ty đó, tất cả những cái sản phẩm Thủy tạo ra đều là để giải quyết một cái vấn đề ở trong cuộc sống, ở trong xã hội. Thì khi báo giới ưu ái tặng cho Thủy cái biệt danh đó thì Thủy cũng cảm thấy rất là hãnh diện, nhưng mà đồng thời Thủy cũng không tự coi mình là Nữ Hoàng Khởi Nghiệp. Khi mà Thủy bắt đầu bắt tay vào xây dựng những cái dự án cho cộng đồng, những cái chương trình mà Thủy đang làm ở UBC và ở tại Việt Nam hiện nay, thì Thủy không coi đó là khởi nghiệp. Thủy coi đó là cái cách mà Thủy xem những cái mà Thủy đang làm chính là giải quyết những cái vấn đề mà bệnh nhân ung thư đang gặp phải. Bệnh nhân ung thư ở Việt Nam cần có một cái, những cái hoạt động hàng tháng, hàng tuần, hàng năm để mà họ kết nối với nhau, để mà họ có thể chia sẻ những cái kinh nghiệm lẫn nhau và để có thể truyền lửa cho nhau, để mà cùng nhau giúp đỡ nhau trong cuộc sống. Thì tổ chức SCI về Việt Nam và muốn tổ chức SCI ở tại Việt Nam cùng với các bạn tình nguyện viên muốn truyền cảm hứng cho các doanh nghiệp như là để mà tạo ra những cái chương trình như vậy cho cộng đồng bệnh nhân ung thư Việt Nam. Còn đây có phải là ý tưởng khởi nghiệp hay không thì đối với Thủy thì không coi đây là một công ty, một cái khởi nghiệp, nhưng mà Thủy coi đây là một cái tổ chức, và mỗi cái tổ chức đều có những cái quy chế, những cái cách hoạt động riêng của họ và có những cái sứ mệnh riêng của mình. Tất cả những cái ứng dụng mà được tạo ra từ cái cuộc thi Hack for Health hiện nay á, thì vẫn còn đang ở trong cái quá trình phát triển. Các bạn đã dành ra 4 tháng mùa hè để mà phát triển những cái ứng dụng này. Có khoảng 15 bạn sinh viên làm việc trực tiếp với Thủy hàng ngày hàng tuần để mà lấy những cái thu thập những cái thông tin và nghiên cứu cùng với những cái nghiên cứu cùng với những bệnh nhân ung thư ở tại Los Angeles để mà đưa ra những cái tính năng phù hợp nhất. Còn cái việc là khi nào những cái sản phẩm này đến được với tay người dùng thì cái đó cũng phải tùy theo là người dùng như thế nào, bởi vì tất nhiên là có những cái sản phẩm mình có thể là có những cái giai đoạn sớm thì những cái người dùng early adopter, thí dụ beta user, những người dùng beta thì họ sẽ được dùng sớm hơn. Tuy nhiên là cái quy trình xây dựng một cái sản phẩm dù cho là cho bệnh nhân ung thư hay là cho những người không phải là bệnh nhân ung thư thì nó cũng có những cái quy trình xây dựng sản phẩm. Thủy chỉ là người truyền cảm hứng cho các bạn để các bạn xây dựng những cái ý tưởng này mà thôi. Còn cái việc là vận hành công ty như thế nào hay là tương lai nó là for profit hay là non profit thì câu trả lời không nằm ở Thủy mà là do những người xây dựng những sản phẩm này.